his central defenders, I think, and he's completely. Yeah, you can see the keeper there. He's trying to play the ball into his one of his central.
để ủng hộ cho kênh cũng như theo dõi những video tiếp theo nhé. Các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thế Giới Bí Ẩn và mình là Mai Chi. Khi các ngôi sao bóng đá trổ tài điều khiển bóng, tiền vệ lừng danh một thời của câu lạc bộ Barcelona, Xavi Hết... Marco Verratti.